Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người lính biển kỳ này sẽ phản ánh về hoạt động của các cơ quan đơn vị trong quân chủng hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa. Mục Người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự tôn vinh người lính biển, phản ánh về cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010. Cuối chuyên mục là hoạt động của lớp học kỳ quân đội tại Lữ đoàn 147 Hải quân. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng cho các cán bộ cao cấp, cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng và các đơn vị khu vực phía Bắc. Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì và khai mạc hội nghị. Hội nghị đã được quán triệt các nội dung về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, điều lệ Đảng bổ sung sửa đổi, thảo luận nội dung các văn kiện, thảo luận quán triệt chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng ủy Quân chủng. Các đơn vị khu vực phía Nam sẽ được tổ chức học tập quán triệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, ngài Rani Rae, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân. Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tiếp thân mật. Tại buổi tiếp, hai bên đã ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là mối quan hệ giữa quân đội và hải quân hai nước. Ngài đại sứ bày tỏ mong muốn quân đội và hải quân hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân vừa tổ chức phiên họp triển khai thực hiện đề án tổ chức hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN. Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì phiên họp. Đây là phiên họp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với đề án tổ chức hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN năm 2011. Phiên họp đã phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban xúc tiến các công tác chuẩn bị, khởi động các hoạt động của ban tổ chức và các tiểu ban. Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 26 đến 29 tháng 7 năm 2011. Tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận đá chủ quyền quần đảo Trường Sa do Quân chủng Hải quân và quân dân huyện đảo Trường Sa trao tặng. Tiếp nhận đá Trường Sa là hoạt động hướng về biển đảo và Trường Sa thân yêu của Đảng bộ chính quyền và các dân tộc tỉnh Điện Biên. Hoạt động này góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa Quân chủng Hải quân, quân dân huyện đảo Trường Sa với tỉnh Điện Biên. Sau lễ tiếp nhận, lãnh đạo tỉnh sẽ giao toàn bộ các phiến đá Trường Sa cho Bảo tàng tỉnh Điện Biên quản lý, trưng bày, phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân. Vừa qua, Lữ đoàn 147 Hải quân và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết chương trình hoạt động giai đoạn 2011-2016. Đây là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 4 khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Bộ Tham mưu Hải quân vừa tổ chức khai giảng đào tạo tiểu đội trưởng công binh khóa 10 năm 2011. 40 học viên là các chiến sĩ của Trung đoàn 131 và Trung đoàn 83 được tuyển chọn qua đợt huấn luyện chiến sĩ mới, sẽ được đào tạo trong thời gian 5 tháng. Chương trình đào tạo gồm giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cơ bản và các nội dung huấn luyện chuyên ngành công binh như phá nổ vật cản, công sự, ngụy trang cung cấp nước, cầu quân sự, xe máy công binh xây dựng công trình. Quân chủng Hải quân vừa tổng kết cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật trong 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 và trao giải cho 57 tác phẩm văn học nghệ thuật, tặng bằng khen cho 10 tập thể tiêu biểu xuất sắc. Đây là sự ghi nhận của Quân chủng Hải quân đối với các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật về những người lính biển. Bằng tình yêu biển, đảo và người lính hải quân, 5 năm gần đây, hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật về điển hình tiên tiến trong quân chủng hải quân phát triển mạnh mẽ, mang theo khát vọng của người nghệ sĩ, chiến sĩ được cống hiến và hòa mình cùng với biển đảo và người chiến sĩ hải quân. Hàng vạn tác phẩm ra đời thuộc nhiều loại hình nghệ thuật như văn học, báo chí, ca khúc, mỹ thuật, múa, sân khấu của các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp là nhiều gam màu, cung bậc khác nhau về ngôn ngữ nghệ thuật.
Điều quan trọng nhất là các tác phẩm đều mang hương vị mặn mòi của biển, ấm nồng hơi thở cuộc sống, phản ánh tâm tư tình cảm về những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến với những việc làm cụ thể, người thật, việc thật trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của những người lính giữ biển. Ca khúc mà viết về đội hải quân thì nó cũng khá là khác biệt so với những cái ca khúc mà Quỳnh Hợp đã viết về những quân binh chủng khác như là không quân, rồi thông tin, rồi phòng không. Cho nên khi viết về bộ đội hải quân thì Quỳnh Hợp vẫn gửi là một cái tình cảm rất sâu đậm của mình, một cái tình yêu, rồi một cái sự ngưỡng mộ, rồi một cái gì đấy ngợi ca. Và cũng muốn rằng chính những người bộ đội hải quân ở giữa những khó khăn như thế họ vẫn cứ hát lên được và vẫn tràn đầy một tình yêu với đồng đội, với hậu phương và với Tổ quốc. Các tác phẩm đã khắc họa đậm nét bức tranh về biển đảo, con tàu, đài, trạm, nhà giàn và người lính hải quân, tuyên truyền quảng bá, giáo dục sâu rộng trong toàn xã hội, khẳng định chủ quyền biển đảo và làm bừng sáng hình tượng bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Khi đến phòng Hồ Chí Minh học tập, nhìn lên những bức ảnh này, nó đã tác động trực tiếp đến tình cảm của chúng tôi, thôi thúc chúng tôi cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Hình ảnh những người lính biển ngày đêm vật lộn với sóng gió biển khơi để canh giữ chủ quyền Tổ quốc, hay quên mình đạp lên sóng dữ để tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển, thực sự đã tạo ra nhiều cảm xúc cho các tác giả. Chính vì vậy, hầu hết các tác phẩm văn học nghệ thuật đoạt giải lần này đều phản ánh chân thật cuộc sống và các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hải quân. 57 tác phẩm xuất sắc được trao giải là sự ngưỡng mộ, tôn vinh và tri ân của các tác giả đối với những người giữ biển. Từ thành quả này, Quân chủng Hải quân đã tiếp tục phát động phong trào sáng tác văn học nghệ thuật về điển hình tiên tiến trong quân chủng giai đoạn 2011-2015 trên phạm vi toàn quốc, thắp lên ngọn lửa đam mê về biển đảo và người chiến sĩ hải quân trong tình hình mới. Nhà giàn JK-1 trên thềm lục địa phía Nam là những cột mốc, những pháo đài thép nơi đầu sóng. Ở nơi chỉ có trời và nước này lại xuất hiện những bồn rau xanh mướt với đầy đủ chủng loại đã làm nhiều người hết sức ngạc nhiên. Để trong từng bữa ăn có đủ canh và rau xanh như thế này, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK-1 đã nghiên cứu ra cách trồng và chăm sóc rau hết sức đặc biệt. Đất trồng rau được trộn với một loại phân bón đặc trưng, được làm từ phụ phẩm thừa của cá mà bộ đội đánh bắt được. Ở nơi đây, bộ đội dành cho rau xanh những tình cảm hết sức đặc biệt. Ở ngoài này thì do khí hậu rất khắc nghiệt nên đất khó khăn, nên đất chúng tôi phải mang từ đất liền ra đây theo chuyến tàu trực và đưa lên đây để trồng thành những bồn rau như thế này để phục vụ đời sống cho bộ đội. Hiện nay thì lượng đất cũng khá cho nên cũng đáp ứng được đủ cho bộ đội. Ngày nào cũng có bữa rau xanh, hai bữa rau xanh ạ. Còn mùa mưa thuận lợi nhiều nước thì có thể buổi sáng cũng có cánh, cũng còn rau xanh. Họ chất chiều từng giọt nước ngọt, thứ quý giá nhất để dành cho rau, và che chắn hết sức cẩn thận để chắn hơi mặn nước biển theo từng mùa gió. Điều kiện là mùa khô, hiếm nước, ít mưa. Cho nên sau lúc những cái nước để rửa tắm xong thì chúng tôi lại thu gom lại để tái sản xuất, để rau tăng giá tiếp. Dường như cây hiểu được người, trời cũng hiểu được lòng người, nên những hộp rau của lính nhà giàn cứ xanh mướt. Những hộp rau hay gọi một cách trìu mến của lính là vườn cây cảnh ăn được này đã giúp các anh có thêm niềm vui, vơi đi nỗi nhớ đất liền và như được sống, sinh hoạt nơi quê nhà. Đây cũng là cơ sở để các anh kiên cường bám biển, trụ vững nơi đầu sóng, luôn là lá chắn thép, là phên dậu của Tổ quốc, chỗ dựa vững chắc của ngư dân trên biển.
Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Bắc, Lữ đoàn 147 Hải quân, Công ty Cổ phần Simco Sông Đà đã phối hợp tổ chức lớp học kỳ quân đội cho 130 học sinh khu vực phía Bắc. Các em học sinh đã được tham gia các hoạt động với 3 chủ đề chính là tập làm chiến sĩ, hành trình về với cội nguồn và trải nghiệm trên biển. Mới hơn 8 giờ sáng, mà cái nắng đã đổ như thiêu như đốt xuống nơi các học sinh tham dự khóa học kỳ quân đội đang huấn luyện 5 kỹ thuật băng bó cứu thương. Bộ quân phục dã chiến của các em đều thấm đẫm mồ hôi. Đây là trải nghiệm và thử thách thực sự bởi nhiều em ở gia đình chưa phải làm bất cứ việc gì. Ngày mới của các chiến sĩ hải quân nhí được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút. Khi tiếng kẻng báo thức vang lên, cũng là lúc các em thực hiện các nội dung thường ngày của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam như vệ sinh cá nhân, kiểm tra nội vụ, ăn sáng. Tiếp đến là các hoạt động tìm hiểu về vũ khí trang bị cá nhân, học cách lắp tháo súng, tập hợp đội hình, tham quan các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của tiểu đoàn 474 thiết giáp, trận địa của tiểu đoàn 476. Đây là buổi báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 473 Hải quân đánh bộ. Hôm nay các em được tiếp xúc và làm quen với những vật dụng trong chiến đấu của một chiến sĩ Hải quân đánh bộ, được mang thử chiếc ba lô với đầy đủ các mặt hàng khi hành quân của bộ đội. Tuy có em không thể nhấc nổi chiếc ba lô nhưng thực sự phấn khích trước hoạt động này. Học kỳ quân đội nó là một cái nhu cầu thực sự của các em nhưng cũng là một yêu cầu nhiệm vụ của Trung ương Đoàn. Có nghị quyết liên tịch với Tổng cục Chính trị trước đây, vấn đề giáo dục quốc phòng, an ninh quốc phòng cho thanh thiếu niên, cho học sinh. Thế và cái việc mà mục đích đặt ra của chúng tôi là để các em hiểu biết được về quốc phòng, về truyền thống quân đội nhân dân, các ý nghĩa, thì nó có một cái mục đích là làm cho các em hiểu được, đưa được cái tinh thần người lính vào trong cuộc sống hàng ngày, trong học tập, trong lao động. Đấy. Sôi nổi nhất có lẽ là hoạt động tham quan bảo tàng nhà truyền thống của Lữ đoàn 147 và sinh hoạt cộng đồng, dân vũ, giao lưu vào các buổi tối. Các điệu nhảy, các trò chơi do các tình nguyện viên hướng dẫn không chỉ thu hút các em học sinh mà các chiến sĩ và các cán bộ đoàn của Lữ đoàn 147 cũng sôi nổi hưởng ứng theo. Bên cạnh các kiến thức về quốc phòng an ninh trong tình hình mới, giáo dục ý thức tự giác kỷ luật trong môi trường quân đội, các em học sinh còn được tiếp cận những kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội. Cháu có được nhiều điều mới rất bổ ích ạ, từ những lần đi ạ. Vì về học tập thì cháu học được nhiều hơn về quân sự ạ, về cách lắp súng, cũng như về cách đi đứng tập luyện hô khẩu hiệu ạ. Còn về trong cuộc sống thì cháu tự lập được hơn ạ. Mọi thứ thì đã học được nhiều hơn, trưởng thành hơn rất nhiều ạ. Ở nhà thì là hè này cháu cũng chỉ quần ở nhà chứ giặt quần áo, phơi quần áo thôi ạ. Cháu có phải giặt quần áo ở nhà? Có, nhưng mà giặt bằng máy giặt ạ. Còn bằng máy giặt ạ? Dạ. Đến đây thì cháu đã tự làm được những việc gì? Ở đây thì là cháu tập thể dục qua sân, rồi giặt quần áo bằng tay, rồi phơi quần áo. Thì cháu thấy qua cái buổi học đấy thì cháu thấy nó có những cái gì cháu không về? Cháu thấy tự lập với cả trưởng thành hơn. Cháu thấy rất vui và thấy rất tự hào vì được mặc trang phục hải quân quân đội nhân dân Việt Nam. Là lần thứ hai cháu tham gia học kỳ quân đội. Cháu rèn được tính kỷ luật, tự giác và khả năng giao tiếp. 10 ngày, thời gian không dài nhưng đủ để các em học sinh hiểu về cuộc sống và sự cống hiến của những người chiến sĩ hải quân, đặc biệt chia sẻ với các chú bộ đội về những khó khăn gian khổ, nhất là ở nơi đầu sóng ngọn gió. Qua đó, giúp các em thêm yêu Tổ quốc, có trách nhiệm với chủ quyền của Tổ quốc hơn. Chuyên mục Tổ quốc và người lính biển kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính